Thì em Hằng lại muốn giới thiệu với cả nhà, vâng, một bộ tủ đài cận cảnh Chio, vâng, bộ này là chỗ Chio ST 6700, dạ vâng ạ. Cả nhà ơi, bộ này thì nó rất là hài hòa và cái gỗ của nó thì là nó zin luôn, là gỗ lát chun, vâng. Một cái bộ này của nó thì anh em mà chơi thì nó rất là hài hòa và nó rất là đẹp. Có chiều dài của nó, kích thước của nó là 1m45 và chiều cao của nó là 72 và chiều sâu là 42 ạ. Vâng, anh em mà chơi những cái bộ tủ đài thì cổ như thế này thì cứ liên hệ với cả bên cơ sở 1 của ông Thanh Khánh Hằng, tất cả liên hệ cho em bên Zalo nhé, để em tiện thông báo cái thông số này và những cái model, tất cả các dòng anh em cần. Vâng. Ngoài ra thì nhớ đừng quên là chụp cho em cái logo của bên Đông Thanh cơ sở 1 ạ. Để tiện em giao lưu bên cái Zalo. Vâng. Giờ thì cả nhà cùng em Hằng test bộ Chio như thế này nhé. Dạ vâng. Bộ này thì nó rất là đẹp và anh em có thể mà chiêm ngưỡng được của nó đây ạ. Cái màu gỗ của nó đây ạ. Vâng. Đây ạ. Vâng, cái gỗ này là gỗ lát chun nhá. Vâng. Cái căng của nó thì là nó là như là kim tuyến. Nó rất là đẹp luôn á, hài hòa. Nó đang ở đây Chio đây ạ. Cái căng này thì rất nhiều anh em thích. Vâng ạ, nó như là một cái kim, cái căng của cái kim tuyến ấy ạ. Rất là đẹp ạ. Vâng. Duyên tình.
nghe.